Xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại xem video của em. Đang cầm trên tay ngày hôm nay để giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đó chính là củ đề của Hyundai Butter. Butter đây. Hàng Valeo Thái Lan. Đây là dưa lè đề này, thân đề này. Đấy. Hàng mới nhá, Valeo Thái Lan luôn. Rất là cảm ơn mọi người đã cùng với chút xem video của em. Anh em mà có nhu cầu cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp.